Sáng nay 15 tháng 1, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ đến dự. Năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng về nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của thành phố, đặc biệt là chuỗi sự kiện hoạt động 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tổ chức thực hiện tốt các chương trình phần việc được lãnh đạo thành phố giao, nổi bật là tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu 6 tập, thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, mở tiết mục hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tổ chức cuộc thi Người đẹp Tây Đô năm 2023, góp phần quảng bá du lịch hình ảnh con người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế. Song song đó, đầu tư nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, tổ chức chương trình game show tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất, thực hiện dự án hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phát thanh truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện, khai thác hiệu quả trang thiết bị đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm phát thanh và truyền hình, đáp ứng tốt nhu cầu của quý khán thính giả. Bên cạnh kết quả đạt được, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ còn gặp một số khó khăn về doanh thu quảng cáo chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng nội dung chương trình mặc dù đã có nhiều đổi mới, cải tiến nhưng chưa đáp ứng tốt thị hiếu chung của khán thính giả, công tác chuyển đổi số báo chí chưa thật mạnh mẽ.